Một thành viên hội đồng làng ở miền Tây Ukraine đã cho nổ 3 quả lựu đạn trong một cuộc họp hôm 15 tháng 12. Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng ghi cảnh một chính trị gia Ukraine cho nổ nhiều quả lựu đạn trong cuộc họp sôi nổi của hội đồng làng hôm 15 tháng 12, khiến ít nhất 26 người bị thương. Vụ việc xảy ra giữa cuộc họp được phát trực tiếp tại hội đồng một ngôi làng ở khu vực Tây Zakarpattia của Ukraine. Một đoạn clip ngắn được cảnh sát quốc gia Ukraine chia sẻ cho thấy một người đàn ông tên là Serhiy Bachin, thành viên quốc hội Ukraine, bước vào trụ sở hội đồng trong cuộc tranh luận về tài chính. Anh ta mở cửa bước vào và lấy ra ít nhất 3 quả lựu đạn ra khỏi túi áo khoác và ném chúng xuống sàn. Những người có mặt trong cuộc họp choáng váng nhảy lên và cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp khi quả lựu đạn phát nổ. Những bức ảnh chụp sau vụ nổ cho thấy những vũng máu trên sàn và đồ đạc bị lật đổ. Vụ nổ làm 26 người bị thương, 6 người trong đó phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng theo các quan chức. Cơ quan an ninh Ukraine đang điều tra vụ nổ theo hướng hành động khủng bố. Bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận video mới nhất.